Vâng, em gửi cho khách hàng là 3 combo array 30 này, được sử dụng một bát 30 neo của Tubo và hai chiếc chiếc neo của LG. Các bác cùng xem mẫu nhé. Đây em ghép cho bác ý là bộ này 3 combo nhé. Đây là bát 30 neo của Tubo Solid, có mã LD9812. Màng của nó sần rỗ này, các bác nhìn này, màng sần rỗ nhá. Đấy, gân 3 gân và màng của nó là sơn dầu bóng nhá. Dâu của nó bọc dây điện này, có tem 7 màu này, côn của nó, của côn này keo sữa này. Đây là bát 30 neo của Tubo và có đít của nó sẽ có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này là neo bi các bác ạ, và phiên bản của Tubo thì các bác biết rồi, nó là một dòng cực kỳ cao cấp. Và tép của hãng luôn. Thì phân tần này sẽ sử dụng là một bát và một chiếc, nhưng đánh hai chiếc 450 thì đấu lối tiếp cho em nhá. Đầu lối tiếp ạ, các bác đầu lối tiếp nhá. DC75 là để chống cháy tép, côn 75. Còn đây đánh hẳn 2 chép 44 thôi. Bình thường các bác dựng 1 bát và 1 chép côn 75, nhưng đây đánh 2 chép thì 2 chép 44, 2 trở nhôm. Lưu ý cho em là đầu lối tiếp nhá, 2 trở nhôm có bóng, có một cái mạch bảo vệ nó chép. Phân tần này sẽ có mã là 8015. Đấy, 3 combo như thế này để bác ấy dựng 3 tay array để đi đánh sự kiện. Sử dụng một bát neo cực kỳ gấu và hai tép 450 này thì đánh ra lời rất là ok này. Đấy, các bác có nhu cầu đến combo full 30 mà nắp array hỏa tiễn mà cái dòng mà leo Tubo Solid thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt combo cao cấp các bác nhé.